Được chưa? Đây nha, M10.0 đúng không? M10.1 đúng không? Cho là đây là V0.2 đi được chưa? Chưa rồi mình build. Đó, mình build. Đó, loát. Được chưa? Đó, đây mình nhìn này. À, đây đúng không? Đây chưa có gì đúng không? Mình nhấn này. Cho nó lên 1. Lên 1 hay lên 0 mà sao nó không chạy ra? Lúc này bị lỗi gì đó. Đây nè. Là nồi nó sao kỳ. Mờ vùng nhớ rồi mà ta. Ủa, sao kỳ ta. Không phải lúc nào cái nút sang bên đấy. Ra này. Cho nút thường, cái nút thường trừ hay hay học cái nút thường trừ đúng không? Cả hai nút thường. Kéo lên đúng không? V0.2 đi. Được chưa? Đó. Ôi, không hay giống giống đây rồi. Đúng rồi, cho nó thường trừ á. Tăng cân cho nó trừ á. Chạy nhanh vậy ta. Cái máy anh máy xịn mà. Chứ máy người khác không chạy nhanh như thế này đâu. Bây em biết không, bây giờ anh cài cả cái máy ảo mà nó đang chạy nhanh thế á. Đó, thấy chưa? Nhân gái đúng chưa? Sao vậy? Sao còn đứt đứt kia kìa? Thì tất nhiên, Văn không biết là nút nhấn à? Nhân gái. Rồi, thì mất điện. Thì mình phải tiêu chất trừ dùng công tắc tơ. Được chưa? Nhớ nhớ công tắc tơ gì đó nữa không? Sao hay ra? Thôi từ từ anh tập trung nghe này được chưa? Cái nút này là vì động cơ đó. Thì mình phải dùng một cái nút thường trừ đấy đúng không? Được chưa? Rồi. Đó, để cái này để biết mà lập trình. Thấy công tắc được hả? Công tắc cũng được. Nó đây đang thôi đây. Tắt cũng được mà đợi chút vậy. Đó một, được chưa? Một. Ừ. Nếu mà như thế này thì nó xem như thằng này là nút nhấn chứ không phải công tắc. Này. Nó xem như thằng này là nút nhấn. Này một này. Đó, on này, đồng một này. Nhớ này, nó có hai trường hợp á. Mà thằng Siemens này tại của mình cũng không biết lúc nào là nó xem là nó là nút nhấn, lúc nào nó xem là công tắc đấy. Nhưng mà cứ lập trình quen quen rồi sẽ biết à. Không hiểu tại sao lúc nào nó xem là nút nhấn, lúc nào nó xem là công tắc. Này được chưa? Và trong cái tạm thời là đây nhấn đây cái đúng không? Lên một được chưa? Được chưa? Và câu 22 lệnh này là biết thì đúng không? Một lệnh này nút thường hở đúng không? Nút này nút thường đóng đúng không? Rồi. Thì nhấn đây nó hở nên tắt đúng không? Đây biết rồi đúng không? Còn đây thường trừ thôi. Đây học connector thì biết rồi đúng không? Được chưa? Rồi. Được chưa? Nhớ là lấy trong này in tắt sân nhá, nhớ nhá. À tí nữa quay video có gì về gửi hết. Được chưa? Được chưa? Có gì thắc mắc cái lệnh này nữa không? Không. Rồi bên này, rồi tiếp này. Đến một cái lệnh này. Hai lệnh này xong rồi đúng không? Lệnh này lệnh not này. Lệnh not ví dụ như thế này. Giả sử nhỉ. Giả sử nha. Thằng này đang chạy đúng không? Mình ví dụ đây. Chỉ rằng Siemens nó đang online và nó thể cho mình sửa chương trình được đây. Mình thêm một cái lệnh not vào. Đó, not. Đây. Đây, vô đây tiếp đúng không? Này. Q0.3 được chưa? Được chưa? Thì mình nhìn thấy này. Nếu mà thằng này chạy đúng không? Thì thằng này phải tắt đúng không? Thằng này tắt đúng không? Thì thằng này chạy đúng không? Thì thêm một lệnh not vào đấy. Thì giống nhau hết, mà thêm một lệnh not vào đấy. Trong điện chạy qua đây là giống nhau. Mà đây một lệnh not nữa, đúng không? Đúng chưa? Hiểu không? Tại sao này tắt này chạy này chạy đấy? Thì đây thêm lệnh not này giống nhau này mắc song song này. Rồi. Dòng điện này chắc chắn mắc được chưa? Hiểu. Thì tất nhiên thằng này chạy, thằng này thêm not vào đây, thằng này phải tắt. Hiểu. Được chưa? Này, đau này không thấy là thấy liền này. Tôi khoa mình ngủ hả? Hôm nay đó, anh chỉ cái lần này một lần thôi. Mà chứ vẫn hiểu á. Dần hiểu rồi tí nữa giao bài tập về nhà mà làm. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, rồi tắt thằng này này. Đó thấy chưa? Đấy. Đây nhớ đây là những cái lệnh cơ bản, từ đó mình sẽ phát triển thêm lập trình nâng cao lên. Tại vì ngáo ngáo như nhìn hiểu mà. Cái này hồi trước bên cũng giống như bên vi điều khiển kiểu dây vậy thôi. Ờ được chưa? Cái này nói chung là bây giờ có thực hành luôn là thấy rồi đúng không? Rồi. Thấy chưa? Mình quy này, được chưa? Được chưa? Rồi, rồi. Là lệnh này hiểu rồi đúng không? Đây là nói tí nữa về ông hiểu đoạn nào thì xem video thôi. Còn đây cái nút này là giống như quy mình lấy ra đây này. Không tắt này. Được chưa? Còn cái lệnh này không biết mà thôi, không cần, tại vì sai thôi. Đến đây này. Cái lệnh set và reset này quan trọng này. Không biết cái này dạng kỹ kỹ này đi. Dạng lại này. Đi. Này set và reset nha. Thằng lệnh set đúng không? Giả sử là lệnh set này đúng không? Mình cho nó đây. Được chưa? Được chưa? Set đây đúng không? Rồi.
đây điền vào đúng không? Thằng lệnh set á, chỉ cần thằng này lên mức 1 cái này, nó sẽ giữ mãi. Chỉ cần ví dụ như trong một chu kỳ mình thế này đúng không? Một chu kỳ mình nhiều xung cái này đúng không? Được chưa? Nhưng mà nó chỉ lấy xung cảnh lên, nhìn đâu không? Hả? Nhìn đâu á? Nhìn mắt bị lé thôi, nhìn mà nhìn thẳng mà. Mày bị lé, anh thấy mày, tự nhiên anh ngồi đến mày nhìn đầu kia quá ngán ấy. Thằng set á, chỉ cần nó lên một mức 1 này, được chưa? Rồi, giữ luôn. Là nó sẽ thằng này luôn on này. Rồi, động cơ chạy riết luôn. Ừ, động cơ này chạy riết luôn. Cho dù nó xuống âm, nó xuống không, thì thằng này vẫn lên mức 1. Đã, nó chỉ lấy cái chung này thôi. Cho dù ở đây có nút stop cũng vậy đúng không? Ừ, cùng nút stop cũng vậy. Rồi, được chưa? Làm sao để cho nó dừng? Nên còn lệnh reset cũng thế. Lệnh reset cũng thế. Đây là reset đúng không? Đã, đúng không? Nó tắt luôn. Lệnh reset là chỉ cần có một chung lên mức 1 thôi đúng không? Là nó sẽ reset. Thì reset nghĩa là thằng đó về không á. Reset á. Về bên đầu. Ừ, thằng reset được chưa? Về bên đầu luôn. Nó chỉ là cảnh dưới đúng không? Không, cảnh lên luôn. Được chưa? Giờ khoan từ để nói cho hết á. Thằng reset á với thằng set giống nhau. Chỉ cần có một cái xung cảnh lên này là được này. Nên là phải để ý này. Thằng reset với thằng set luôn luôn đi chung với nhau. Mình đã sai thằng set thì chắc chắn phải sai reset. Không là nó chạy cả ngày. À, hiểu rồi. Đã sai thằng set thì chắc chắn phải sai reset. Tại vì khi mà mình set cho thằng nào đó thì tất nhiên khi mà thực hiện câu lệnh mình xong á, mình phải reset lại. Còn nếu mình chỉ sai reset thì sao? Hả? Còn nếu mình chỉ sai reset thì chả làm được gì, được chưa? Cái reset là nó trả lại lúc ban đầu, nghĩa là lúc mình chưa bấm công tắc hay lên mức 1 hay 0 cho mấy kia đúng không? Không phải. Thì nó trả ban đầu reset á. Đây này, nhìn này. Bây giờ nhìn nha. Này. Còn cái này làm nhìn nó hiểu không? Được chưa? Hiện tại động cơ đang này đúng không? Là mình có này. Ủa, mình làm cái này sao động cơ chạy ta? Rồi này, đây nha, nhìn nha. Giả sử mình đúng không? Giả sử mình bây giờ mình muốn không ơi. Hiện tại tại này nút này nên mình phải cho nó không, được chưa? Cái đóng này là nó đang không sẵn rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Được chưa? Là giả sử là mình bây giờ mình muốn cho động cơ chạy đúng không? Khoan để nói cái này chứ. Chính thằng hỏi chuyện dễ nhó. Biết rồi. Này, thằng xi men nó hai cái mình nhấn đúc vô đây. Thấy chưa? Mình xuống đây mình chọn. Đó, được chưa? Là này nó sẽ có à. Đó, thằng xi men nó hay như thế đó. Nên là lập trình xi men rất là dễ. Lập trình của mấy cái thằng khác như Mitsu gì đó. Nó khó lắm, Mitsu đừng có nói. Mitsu thằng Nhật nó biết. Đó, thấy nhỉ? Nhìn này. Ủa, thằng này đang công tắc cái nút nấn đây. Kỹ. Con từ. Thôi, đầu tiên thì nói thẳng đấy. Ví dụ như thằng này lên nhấn vô đây set đúng cái đúng không? Khoan thì nói là thằng này xuống đây. Thằng này set đúng không? Thì thằng này lên mức 1 này. Được chưa? Lên mức 1 thì mình đưa vô đây này. Đó, lên mức 1 này, được chưa? Mình đưa vô đây. Thằng này luôn lên mức 1 rồi. Thì động cơ nó chạy này. Quy 0.3 nó chạy này, được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ giả sử mình nhấn nút reset này. Không. Đây một mà. Đó, thấy chưa? Reset cái đúng không? Reset cái đúng không? Thì khi này thằng Quy 0 đang lên mức 1 đúng không? Rồi. Bây giờ reset cái thằng Quy 0 phải lên mức 0 đúng không? Đó, tại này không nó qua đây nó 1. À, đúng rồi. Lên. Thì thực hiện câu lệnh reset đúng không? Rồi. Mà thằng Quy 0 lúc đầu nó đang là 1. Nó bây giờ mình thực hiện câu lệnh reset, tức là nó phải về không đúng không? Thì lên đây này. Thấy chưa? Về không chưa? Đó. Về không. M0.0 này. Rồi. Thấy chưa? Này đầu tiên này, nhìn này. Đấy, thì M0.0 lên mức 1. Rồi. M0.0 lên mức 1 thì động cơ chạy được chưa? Rồi. Rồi bây giờ mình phải thực hiện câu lệnh reset. Đó, reset cái đúng không? Thì M0 mức 0 reset thì câu lệnh này nó được on lên đúng không? Thì khi này M0.0 là mức 1 đúng không? 1. Thì bây giờ reset cái nó phải về 0 đúng không? Thì về 0 cái. Đó, tắt. Hiểu chưa? Rồi bây giờ muốn thử đúng không? Này, nhìn này. Để thay thằng này tại vì hôm nay cái phần mềm này nó bị cái mẻ gì á. Nên là nó hơi kỳ. Nó i1 luôn.
Bây giờ mình nhìn này, thằng Q0.0 đang tắt đúng không? Rồi mình nhìn thằng này, ủa tại vì hôm nay tại sao nó bị cái gì ấy, nhấn mày nó không on lên được, nên là mình phải dùng vùng nhớ M. Lúc tạo có cài đặt cái gì không? Control F2. Nó bị cái gì hôm nay, nó bị cái gì á, nên phải dùng vùng nhớ M để làm chứ không làm Y. Khi nào bị lỗi cái đúng không? Tại vì nó đang bị lỗi đúng không? Nhấn Ctrl Z cái nó reset lại. Nó hay vậy á. Từ đâu reset, reset đâu đây? Đó đó. Đúng rồi. Đang nó đang reset á. Hôm nay trường bắt đầu đông đông lại ha. Thử coi. Nó kéo ra. Nó nhiều cái mình cắt mình dán gì được hết rồi. Đó, mình dán gì được hết rồi. Này, nhớ nha. Mình set thằng M0.0 thì mình phải cùng phải reset thằng M0.0 nha. Chứ đừng thấy mình viết M0.0 xuống đây mà chơi cái reset M0.1 cái là nó chạy cả ngày luôn á. Đúng rồi. Được chưa? Giống vậy. Ừ. Này, đây nó set M0.0 này thì bên dưới kia cũng phải M0.0. Được chưa? Chứ đây set M0.0 mà xuống đây này set reset M0.1. Mình reset M0.1 đó là luôn luôn M0.1 thì nó sẽ bằng 0, luôn luôn á. Nút thường hở M0.1 nó sẽ bằng 0. Quên mất vùng nó. Vùng nhớ đó đây này được rồi đó, nhìn này reset đi, từ này đây nha, hiện tại nha, quên từ tại thằng đây nhấn vô một này, đây nhìn này, nhìn văn bây giờ mình thấy này, hiện tại thằng Y0 dùng Y đúng không? Thằng Y nghĩa là button. Được chưa? Nghĩa là mình nhấn một cái. Nhảy Y thì chạy về cũ. Ờ, mình button nghĩa là set mức lên cho nó thôi. Đâu đúng rồi. Button là nghĩa là mình nhấn cái thì nó lên mức 1 đúng không? Dạ. Thả ra cái nó rơi xuống mức 0 liền đúng không? Được chưa? Mà khi này bảo là thằng set á là chỉ cần có một xung lên mức 1 thôi. Dạ. Cho dù nó xuống 0 thì nó vẫn giữ là dạ. Set được chưa? Nhìn này. Hiện tại bây giờ nha. Là động cơ đang dừng đúng không? Dạ. Đúng chưa? Rồi mình nhấn này. Đó, thấy chưa? Thấy nó sáng chưa? Thằng set nó sáng này. Thì lên đây này, thấy chưa? Rồi. Mình vừa nhận cái, nó lên mức 1 luôn. Quay lại làm lại cho. Rồi. Giờ sao nó đã nói nó tắt, thấy chưa? Rồi, nó dùng nhấn. Nên là giờ cho dù nhấn đây cả chục lần, cả trăm lần. Cũng nó, vậy. Nó cũng vậy nên mình phải đả thằng này đi set thì mình phải có này. Ừ, phải có thằng này, bây giờ mình nhấn thằng này. Đang đầu cơ đang chạy đúng không? Khoa tập trung nha, hôm sau anh chỉ lại mà cứ đi mà hỏi. Từ. Đó, thấy chưa? Nhấn reset cái thì toàn bộ này mất này. Rồi. Thấy chưa? Này, lên đây này. Thấy chưa? Chỉ cần mua lên một mức xung quanh cái cảnh lên thôi. Rồi. Là được đúng không? Là hiểu chưa? Giờ mới hiểu reset chứ còn không hiểu mẹ nhá. Được chưa? Là hiểu set reset, set và reset rất lợi hại nhá. Nên nó không cần phải giữ được chưa? Hiểu rồi. Rồi. Tiếp nha. Rồi. Tiếp set và reset được chưa? Nếu mà nó xài set reset nó không thành nút nhấn mà nó xài công tắc vô được không? Xài công tắc được. Mấy khác chỗ nào? Xài công tắc là nghĩa là nhấn vô đây cái đúng không? Là thằng này luôn có điện đúng không? À. Thằng này cũng luôn có điện, thế phải như thế này chu kỳ nó chạy thế này đúng không? À. Đúng không? Nó cũng chạy vậy thôi. Ừ. Nhưng mà thế này này em. Hai có lệnh này cẩn thận nhá. Thằng nếu mà giả sử thằng reset đặt tên thì nó lại khác nha. Này. Vì câu lệnh của chương trình BOC á, giống như video khiển luôn, nó sẽ chạy từ trên xuống dưới. Thằng nào trước làm trước. Ừ, nếu mà giả sử văn mà đặt set trước, được chưa? Được chưa? Thì xung cảnh lên thì nó như thế này đúng không? Trước. Thì thằng này luôn on. Được chưa? Nhưng mà khi nào mà văn muốn tắt thằng này đấy thì dùng văn làm một cái reset đúng không?
đúng không? Thì thằng này đang chạy đúng không? Đang on như thế này đúng không? Văn dùng cái reset thì nó sẽ reset là thằng này về không. Nhưng mà thằng này đặt trước này. Nhưng mà thằng này đặt trước nha. Thằng này đặt sau nha. Nó set đặt sau á. Được chưa? Là nhấn nó không chạy đâu. Tại vì chương trình sẽ chạy từ trên xuống dưới. Rồi. Được chưa? Giả sử thấy đầu tiên là nhấn đầu tiên giả sử là thằng này luôn có điện được chưa? Là thằng này luôn có điện được chưa? Là thằng này luôn set đúng không? Tí nữa nhấn reset đây cái. Đúng không? Nhấn cái tí nữa mà có điện đúng rồi, có điện luôn có điện đúng không? Thì thằng này luôn set rồi tắt được đó. Thì nếu mà nằm trên này thì nó thực hiện từ trên xuống dưới nữa. Trên reset. Ở trên nó chạy cái nào chạy. Nó chỉ có tắt cái nào tắt, cái dưới nó cũng chạy. Ừ, vì ở trên nó tắt nhưng mà ở dưới nó chạy mà trong vòng chu kỳ xử lý của BIOS rất là nhanh. Nên cuối cùng nó luôn mình thấy nó luôn on. Nó có thay đổi nhưng mà mình không thấy kịp đúng không? Nói chung nó luôn on luôn á. Không phải như vi điều khiển nó luôn on đấy, tốc độ xử nó rất là nhanh. Nên nó thấy luôn on. Nên là nhớ luôn đặt là phải đặt set trước đi set sau. Được chưa? Còn mốt mình ra làm công ty mình xài cái này nhiều hay cái nào nhiều? Nói chung đi ra công ty chả lập trình dạng này đâu. Lập cái gì? Nó làm cái xu gì đúng không? Không, xi măng cũng nhiều nhưng mà không lập trình dễ thế này đâu. Khó hơn hả? Tao nhìn phòng mặt mày có bơ sao không Khoa? Nhìn thằng Khoa cho kẹo ăn tỉnh. Cho nó ăn kẹo đi không Khoa? Ờ, rồi. Thôi ba ăn kẹo. Mở ra. Cũng có tỉnh hơn đâu. Ngậm vô cho nhưng mà giờ sao? Giờ không muốn học cái gì? Hả? Giờ không muốn học cái gì? Bạn học chứ. Nhưng mà... ăn vô tỉnh. Con mày hơi đừ thôi. Bạn học. Nghỉ hè mà mặc đừ vậy hả? Tao ngủ không á mà sao đừ được. Tỉnh táo rồi hay học chứ. Hiểu reset và set chưa? Nói. Cứng rồi. Cứng rồi đúng không? Cứng như cái này nè. Rồi tiếp này. Rồi. Đây cũng là set. Đây cũng reset nhưng mà nó cho nhiều bit rồi nó này. Mình khi nào muốn làm cái gì mình nhấn vào đây reset bit fail này, nó có giải thích lâu lần nhé, còn không biết nhấn vào đây đầu tiên nha, mình dê chuột đây đúng không thì nó sẽ hiển thị lên này đó, được chưa? Set bit fail này, set bit fail là sao? Cái này tiếng Anh thì nó biết nhưng mà muốn biết thì nhấn vào đây này đó. Còn nó dịch tiếng Anh ra để bị dịch chết luôn, nhấn vào đây nó có ví dụ hiểu không à. Nó chờ xíu đi, lâu quá. Men nữa, hai mươi ghi nặng quá rồi. Nên là câu lệnh nào không biết đúng không? Là dê chuột vào đây, nó sẽ hiển đấy. Không nhấn bộ, mở cửa đi qua. Này cái ông bỏ về giờ hơi, mình ngồi đây rằng dám đóng cửa luôn. Mình, này mưa hả? Căng thẳng quá. Này, nó đây này, được chưa? Nó sẽ có cho mình lệnh này như thế nào này, lệnh này như thế nào có hết à? Nó lấy ví dụ luôn này. Học mát tiếng Anh là được. Information is done này. Rồi reset này, được chưa? Rồi reset này được chưa? Là có hết luôn. Được chưa? Rồi. Là nói chung là mình chỉ xài thằng này được rồi. Xài thằng nào được. Nói chung là có muốn học thêm về tìm hiểu thêm hai thằng này nhưng mà chức năng nó giống nhau. Tương tự nhau thì nó nguyên lý nó hoạt động giống nhau hết. Còn thêm cái gì là ý là thằng sau cải tiến thằng trước thì không biết. Tại vì mình chưa xài thì ăn rồi xài mấy cái này là đủ rồi. Được chưa? Rồi tiếp này. Rồi cái biết cái lệnh B và lệnh N không? Không biết. Reset á. Nói. Không biết, im lặng, đi giảng cho nghe, nó nghe kiểu. Này, B và N đúng không? Là người ta cũng có những cái thế này. Thì B và N nó đều hoạt động theo nguyên tắc giống nhau hết. Nhưng mà giống như kiểu set và reset nó đưa ra một lệnh ổ lệnh cho mình đúng không? Nhưng mà sau này xài quen thì mình xài về chọn cái này với cái này thì khôi khỏi chọn cái này với cái này, nó giống nhau hết mà nhưng mà nó hơi khác một xíu thôi. Đi là lấy ra thì biết này, B trigger đúng không á, vậy được chưa? Làm thử cái ví dụ biết liền. Đây này, này B này, đầu tiên là lệnh B trước này, B đúng không? Giả sử nha, điện của mình đang mắc thế này đúng không? À, đây là giả sử đây là công tắc chứ không phải nút nhấn nha. Rồi đây thêm một lệnh B vào được chưa? À, EQ0.0 đúng không? À, thì giả sử đây công tắc đúng không, thì mình bật cái đúng không? Nó luôn có điện trong một chu kỳ đúng không? Đóng. Ừ. Nhưng mà cái thằng nhờ có lệnh B này này, được chưa? Lệnh B này nó chỉ hoạt động như này, nó chỉ cần có một xung lên thôi. Rồi. Là nó sẽ giữ mãi. Ủa giống reset à? Không. Để nói cho. Thằng B này này, nó chỉ cần có một xung lên. Nó là có mà để từ nhớ lại thôi. B. Đúng
À đúng rồi, ví dụ nha. Nói chung hơi khác cái này. Không. Thằng B này ví dụ giả sử mình đây đây công tắc ở đây nút nhấn được chưa? Rồi. Mình nhấn cho nó thế này. Mình nhấn cho nó thế này. Đó này ợp đúng không? Được chưa? Thằng cái này để bảo vệ động cơ thôi. Thằng B này đúng không? Thằng B này là khi nào nó phát hiện xung lên. Rồi, có một xung lên. Là thằng này bên lên mức 1. Xung một một xung lên này. Ví dụ dòng điện chạy qua đây này đúng không? Đây đây có công tắc thường trừ nữa đúng không? Giả sử có thường trừ nhá. Thường trừ nữa nhá. Thì nhấn đây cái đúng không? Thì nó phát hiện một xung lên, thằng B phát hiện một xung lên. Được chưa? Thì thằng này ra một đúng không? Ra một đúng không? Nhưng mà mình thấy này, đây có công tắc thường trừ này, được chưa? Nên là thằng trong điện qua B là luôn luôn là một đường thẳng cái này đúng không? Rồi. Đúng không? Đúng đúng. Đó. Thì thằng này sẽ luôn là nó sẽ luôn chạy, nó luôn giữ mức 1 như này, được chưa? Còn khi nào nó phát hiện có cảnh xuống. Này có lúc là nó xuất hành. Phát hiện có mức cảnh xuống, được chưa? Rồi nó. Hả? Thì nó sẽ tự động về không, nó khác set đúng không? Nó bao giờ mà set reset luôn. Nói chung là không phải đấy, nhưng mà cứ hiểu. Hiểu vậy đó. Nếu vậy. Không, không phải. Nhưng mà nó phát hiện có mức 1 xuống cái này, mức 0 xuống cái này là nó trở thành 0 này, là đồng hướng chạy này. Nó hay một điều thế này này. Sau này á, ví dụ mình lập cái động cơ đúng không? Đây là một cái nút nhấn. Mình chỉ cần nhấn một lần thôi. Nhưng mà vô tình á, lúc mình nhấn mình vô tình nhá, cái nút nhấn này mình nhấn mình giữ luôn. Thì dòng điện của nó phải chạy như thế này không? Đúng không? Nó giữ luôn. Nhưng mà thằng này á, thằng này nó chỉ bảo tôi chỉ cần giữ nó một chu kỳ thôi. Nó chỉ giữ nó một chu kỳ thôi. Cho dù thằng này chạy hoài thế này đúng không? Chạy hoài như này, nhưng mà thằng này nó chỉ giữ một chu kỳ thôi, nó có thấy xúc ngày lên cái nó giữ thôi. Còn xúc ngày xuống cái nó ao liền. Còn cho dù thằng này mình nhiều lúc mình bấm sai á, mình nhấn nút nhấn á, nhưng mà vô tình nhấn nút nhấn thì phải nó thì nút nhấn mà mình vô tình mình giữ mãi á, thì nó ra một đường thẳng đấy đúng không? Nhưng mà thằng này nó chỉ on lên trong một chu kỳ. On lên trong một chu kỳ. Còn sao nữa? Nó lên làm chu kỳ thôi, nghĩa là thế này này, mình chỉ cần nhấn một. Nhưng mà hết chu kỳ là sao? Hết chu kỳ nó về không? Cái này để xem trừ coi quan hậu cùng. Nghe nó hiểu rồi. Chờ này. Nó ứng dụng sao á? Ở đây, giả sử nhá, nhìn này, đây này, thằng B này. Thằng B này ứng dụng nhiều mà hay lắm. Mở 0.4 đấy, mở 1.0. B này. Còn thằng B hình như mình nói hơi mình nói chỉ cái ha. Còn biết là cái trang nào học, cái trang nào học bên trên ngày hay á chị? Không có đâu. Không có rồi. Thằng B này được chưa? Đầu tiên mình nhìn thấy này. Tên này này là một cái giống như một cái xung á, để cho mình kích. Xung cho mình kích lên kích xuống được chưa? Rồi. Được chưa? Đó, một cái xung cho mình kích lên xuống. Thì đây bên dưới này là một có thể là một cái vùng nhớ đi. Một cái vùng nhớ để cho nó set so với đây, ví dụ nha. So sánh. Giả sử cái vùng nhớ của mình là đang là 0 đúng không? Cái vùng nhớ bên dưới này này. Là mình cho là mình không làm gì nó không luôn luôn không đúng không? Đúng không? Thì ở trên này nó cần một cái xung clock, nó cũng có một cái xung, nói chung có một cái gì đó được, nhưng mà nó để set thằng này. Nó thấy này, thằng này đang không hết được chưa? Mà bây giờ nó tự nhiên thằng tên này xuất hiện một cái mức cảnh lên. Mức cảnh lên này. Thì thằng này sẽ đó mức cảnh lên này được chưa? Thì nó sẽ giữ mức cảnh lên này. Nó so thằng này thằng này đang không. Mà tự nhiên có một sự mức cảnh lên thì nó thấy, nó phát hiện. Nhưng mà giả sử thằng bên dưới này đang là 1 này. Thằng bên dưới này đang là 1 đúng không? Đúng không? Thằng bên dưới này đang là 1 này. Mà nó thằng này cũng là 1 luôn thì nó không làm gì hết á. Tại vì nó đặt bên dưới này để nó test cái trạng thái của nó trên này và dưới này nó khác nhau hay không. Nhưng mà hầu như mình để cho dưới này bằng không ấy. Dưới này bằng không là mình không test thì mình phải đừng cái nhớ cái vùng bên dưới này này. Không được trùng với một cái biến nào của trong mình hết, nếu mà trùng một cái vô tình mình trùng một cái biến nó đúng không? Đó. Mình không biết cái biến nó hiện tại đang mức 1 mức 0 đúng không? Là rất là dở, nên là mình làm sao cho cái biến này này không trùng mất cứ cái nào này. Đúng rồi. Đó được chưa? Rồi, vào đi. Nó đây nhìn này. Nhìn nhá. Chạy nhé. Này, thấy chưa? Hiện tại vì ở đây là 4 đúng không? Mình nhấn này.
để vào đây mình nhấn. Sao ta? Không coi, không coi. À đúng rồi, quên quên. Cái này tôi nhấn rồi này, nhìn này. Hiện tại nó đang ở trạng thái chưa gì hết, là thằng này fail, thằng này đang không. Nó bây giờ đang không này. Bây giờ này, nhìn này. Nhấn cái. Đây thấy chưa? Thằng này lên 5. Nghĩa là có hiện tại đã có một cái sung clock rồi đó. Ý là thế này nhá. Phải mở thằng này hơi khó hiểu chứ. Đúng rồi, ngày trước tôi học phần này tôi chả hiểu cái này luôn mà nhất là thầy Duy dạy. Quy 1 giống người đang mạng nha. À? Thì Duy dạy không hiểu hết. Thật ngày xưa thầy Duy dạy có hiểu gì đâu. Nói chung ngày xưa thầy Duy dạy mà không, thầy Duy dạy cái câu này không, cái lệnh này không hiểu gì luôn. Xong ngồi học với ông Đức chỉ lại cũng không hiểu gì luôn. À, thường trừ đúng không? Đức hả? Ừ. Ngày trước học còn BC á. Bây giờ nhìn này. Cái học về bổ cho năm làm cái đồ án nha. Được không mày? Được không? Không. Thảo mày. Được không mày? Học về bổ cho năm được đồ án được không? Thôi được chứ không chị đâu. Đó nhìn này. Chương trình mình như thế này thôi đúng không? Này khi này nói nha. Bây giờ đúng rồi, dưới cái này nó đúng rồi. Bây giờ nói nha. Này nhìn này. Thằng dòng điện của mình đang đi vô liên tục đúng không? Ừ. Đúng không? Mình để đây một lệnh B đúng không? Rồi. Khi này nói rồi. Dòng điện này đi vô liên tục nghĩa là thằng này luôn mức cao này, được chưa? Ừ. Nhưng mà thằng B khi này bảo rồi, cho dù thằng này lấy mức cao thì thằng B này cũng chỉ lấy trong một chu kỳ nó thôi, nghĩa là nó thấy xuống cảnh lên cái đúng không? Vì thằng B lấy mức cao là một bên lên cao phải dòng điện nó dây thẳng dài thế này đúng không? Rồi. Nhưng mà vì trong một chu kỳ nó chỉ có nhỏ thế này thôi này, được chưa? Ừ. Đó, trong một chu kỳ nó nhỏ thế này thôi đúng không? Ừ. Trong một chu kỳ thì khi mà lệnh dùng lệnh B nhớ nhá, để nói là khi mà dùng lệnh B đúng không? Thì nó trong một chu kỳ đầu tiên thằng này chạy dài như thế này, nhưng mà có thằng B vào, thằng B nó chỉ xét trong một chu kỳ thôi. Nó lấy dây thôi. Ừ. Thằng B nó xét trong một chu kỳ là thấy lên mức 1 đúng không? Thì thằng B cũng lên mức 1 được chưa? Nhưng mà sau một chu kỳ á là nó xuống không hết. Tức là cái chân được không hay là chỉ có một chu kỳ không? Đó. Ừ. Nên mình nhớ này, toàn bộ thằng này là mức 1 đúng không? Được rồi. Chưa? Thằng B nó chỉ lên trong một chu kỳ là nghĩa thằng này sáng trong một chu kỳ thôi, nhưng mà hết một chu kỳ thằng này về không, nên mắt thường mình không nhìn thấy được. Thằng này về không một cái này. Ừ. Có hiểu không? Hiểu. Có hiểu không? Bây giờ mình hẹn giờ đúng không? Đây này. Này khoan, anh nói lại nha, toàn bộ đây mức 1 đúng không? Từ đây đến đây mức 1 đúng không? Thì phải là như thế này không? Ừ. Nhìn đây này, như thế này không? Được chưa? Nhưng mà thằng B nó chỉ nhận ra một chu kỳ. Một chu kỳ của thằng BC rất là nhỏ, được chưa? Thì trong một chu kỳ thằng BC nhỏ thì thằng BC nó chỉ on một lần, dùng lệnh B này. Thì thằng BC nó chỉ on duy nhất một lần thôi. Này, dùng lệnh B này. Khi này đúng không? Chả trừ nó on dài thế này được chứ này. Thằng này là on dài thế này đúng không? Nhưng mà thằng B á, nó chỉ on lên có một chu kỳ à, nghĩa là nó thấy chung cảnh lên cái đúng không? Nó on cái. Được chưa? Còn lại nó bằng không hết. Rồi. Nghĩa là lấy mức 1 chu kỳ thôi. Ừ, nó nên là nên nhưng mà do chu kỳ xử lý nó rất nhanh nên là cái đèn này không sáng. Đèn này không sáng này, được chưa? Hả? Hiểu không? Mày hiểu không? Mày kêu nhanh. Thì nói tao hiểu tao nói rồi. Giờ nói giải thích lại cho anh nghe coi. Giải thích được anh đánh một trận. Sáng lên nó sẽ kích lên 100 chu kỳ mấy. Và chu kỳ rất là nhỏ. Lên sẽ thấy nó hầu như là nó không chạy. À, tao sẽ được. Được chưa? À, hiểu không? Nên là thằng này mình diễn với thì thằng này không bao giờ chạy. Nhưng mà có được một điều hay đây này. Thằng cao tơ nha, từ để nói thằng cao tơ luôn nhá. Nên là thằng N thì cũng giống thằng B với thằng N giống nhau. Thằng N là tích trung cảnh xuống, nghĩa là gặp anh xuống quốc sớm mày học sớm em đi về luôn ý, đi về luôn đi luôn mày, anh quen biết để tự nhiên qua 8 giờ chuẩn bị về rồi thôi. Quay sang đây sang lấy ghế sang đây anh chỉ lại hết luôn. Mày may mà mày đi sớm đấy, giờ về mà sớm nữa tuần trước sao không lên
không thích. Thành phố nào lên em quay mà. Quê đâu? Quê đâu? Quê ở thành phố. Ở nhà đâu? Tây à? Anh là mấy đứa mà tuần trước không đi nhắn tin cho anh là bảo đi học mà anh cứ từ chối ấy. Mà thấy thái học nó giờ biết chưa biết hỏi anh hỏi biết gì về lý chi chưa? À chưa. Chưa biết hả? Học bây giờ lấy đây. Cho học lại thôi, cho học cái gì hôm nay đi còn mấy cái kia để về nhà tự hiểu sao giờ còn học bữa khác. Thôi thôi thì chị nó có vừa học có mấy lần à. Này nhìn này. Bữa trước cái bữa quan trọng nhất trong đi làm á. Bữa đi làm thì không chịu đi học. Bữa đi học rồi bữa đầu tiên anh chỉ về lập trình BOC à, hướng dẫn đấu nối BOC bữa nó rất là quan trọng không chịu. Thèm kéo bánh tre cái này này nhìn này như này khi mà biết có cái tia bọc tơ chưa chưa bị lỗi rồi em ngại bị lỗi mà bữa hôm nói anh đó anh có tình lệnh là anh ngại bị lỗi rồi mà bỏ tay luôn chuyên quên máy quên máy thôi 7 hả 10 hả giờ tao 14 vô nhưng mà anh cài đúng không bị lỗi xong anh gỡ nó ra nó không cho gỡ gờ được má. Thôi tập trung này, anh chỉ lại toàn bộ đây này. Thầy học nghe nha. Giả sử ra mở offline. Tắt nối tắt cái này. Này tiếp này. Tiếp tục này. Thằng lệnh B này đúng không? Thì bây giờ nhỉ? Bây giờ giả sử thằng counter đang là 6 đúng không? Đúng không? Mình nhấn lên. Một cái counter lên 7 em thấy chưa? Nhưng mà thằng này vẫn chưa sáng. Counter lên 7 nghĩa là sao? Nghĩa là phải có điện vào đây đúng không? Em một lần rồi. Rồi, chẳng lần rồi đó. Đó, phải có điện vào đây. Nhưng mà thằng này cũng phải có điện vào đây nhưng mà trong một chu kỳ nó rất nhỏ nên là thằng này không sáng được. Và thằng này lên 1, lên 7 là thấy chưa? Thấy lấy hết lời hại thằng này chưa? Thằng này cũng chạy nè, nhưng mà tại vì nó không có cao tơ mình không biết nó chạy không. Nó có nút thường dự đây luôn này nhưng mà mắt thường mình không nhìn thấy được. Và thằng cao tơ nó đi thẳng này, thằng cao tơ á, được chưa? Để thằng B chưa? Rồi. Rồi bây giờ anh chỉ thằng cao tơ luôn. Thằng cao tơ này. Cao tơ có nhiều loại. Có 3 loại counter chứ. Làm cái đồ án làm được mấy cái đồ án BC rồi Nguyên. Nói chung là BC chờ dành. Mấy lập trình này đi hay ra ngoài người ta có cần không? Người ta học chuyên sâu hơn. Này counter, nhìn thấy counter operation này được chưa? Operator với operation được chưa? Thì có 3 loại counter. Counter up, counter down và counter up down. Thì nói cái counter up down nó biết nó hay cái counter up down về từ thì counter là nó sẽ có xuống. Nó sẽ có vừa lên vừa xuống á từ từ ý mà thằng Khoa là à, đúng rồi nhớ rồi học bữa tại học nó vừa lên vừa xuống có gì đâu counter down thì cũng thế nhìn này counter up nha anh giả sử anh dùng counter up là thế này này nhìn nha bây giờ mình lấy một cái counter ra rồi giả sử bây giờ mình lấy một cái counter ra được chưa thì nó giống nhau đúng không ok nó giống nhau hết rồi chưa thì anh xóa một cây đi cho dễ nhìn này rồi sao bắt cái được chưa? Thì counter nó có một cái gì này, chức năng này này. Chỉ cần thằng này có mức 1 cái, thằng này có xung cảnh lên mức 1 cái. Được chưa? Là nó sẽ đếm lên 1. Xung cảnh lên nhá. Mức 1 cái này thì thằng này đếm lên 1. Còn BV này là giá trị mình nhập vào. Rồi. Giả sử vào gì mình vào nhập vào 30 thì lúc nào lúc thằng này đến 30 á thì thằng Q này sẽ lên mức 1. Hiểu không? Rồi. Khi mà thằng này lên 30 này. Counter nó đếm lên á. Để lên 30 thằng này lên mức 1 thì cái này lời hại wow. Lời hại một cái này giả sử nhá. Ok nó chạy 30 chu kỳ rồi mới cái đó là lên mức 1. Không phải 30 chu kỳ mình cho 100 thì nó thành 100 á. À thì ý là mình dựa vào này. Giả sử nhá, khi mà việc mình cho đến 30 đúng không? Thì thằng đến khi nào mình đếm lên 30 thằng này lên mức 1. Bây giờ người ta có một cách là người ta sẽ lập trình rất hay. Giả sử người ta thằng này lên mức 1 đúng không? Cho quy đây. Cho là M20.0 đấy. Không được chưa? Thì thằng này lên mức 1 đúng không? Thì thằng này 30 nó không đến mức nữa thì mình thằng này lên cái mình cho vô đây reset. Đó, như thế, nghĩa là khi mà thằng này lên đến 30 cái thì lập tức nó reset về 0 là cho nó đếm liên tục đến liên tục. Thấy chưa? Đó. Làm cái này để dùng vòng lặp á, nó chạy liên tục. Ờ đúng rồi. Còn nếu mà để nguyên mà không có M20 đây thì tới đây thì nó lên mức 1 cái là tắt liền hả? Nó lên mức 1 thì nó vẫn giữ mức 1. Xong để giữ đúng một luôn rồi làm gì vòng lặp chi nó cũng nhưng mà thằng này đếm có 30 thôi giả sử bây giờ mình muốn đếm đi đếm lại nhiều lần thì nhân có đếm 30 cái nó hết rồi nên mình phải dùng cái reset đấy còn cái này rồi hiểu rồi cái này là giá trị đếm giờ hiện tại bây giờ mình cho giá trị đầu vào 30 nhưng mà nó đếm có 19 thì thằng này lưu trữ 19 à, à.
đô thị ra đúng không? Đây. Nhưng mà nếu mà đếm tới tính tới 30 phải không? Sao đếm thêm lần nữa 31 mà nó không hiện đây. Coi như là nó này nó không chạy nữa. Dừng. Nó tí nữa thử biết liền thôi. Đầu tiên nha. Mà nếu mà muốn lấy cái này cái xài được không? Được. Được không? Là vì tí nữa em mấy cái này á, tí nữa từ từ đi. Này được chưa? Giả sử là thằng này đang 7 đúng không? Cho thằng này 10 thôi. Cho 7 làm gì cho nó lâu đúng không? 10 thôi đúng không? Nó nhanh. Hiểu qua tơ chưa? Hiểu qua tơ chưa? Rồi thằng này nhớ nha, thằng này thằng B. Thằng B nghĩa là nó cần sung clock trong chu kỳ á. Nên là hiện tại bây giờ thằng này đang 1 đúng không? Thì mình phải kích cho nó xuống 0. Đó, xuống 0 rồi mình mới kích lấy tiếp. Xung clock ha, đó, thằng này lên 8 được chưa? Rồi tiếp này phải kích cho nó xuống vậy. Thằng B là nó phải cần xung clock, được chưa? Cái này như này nguyên với bảo văn là ở cho dù cái thằng kia nó lên mức 1 mãi á. Nó nên thằng này phải cần xung clock. Hiểu. Nó còn cái thằng N à rồi nó ngược cái đó. Nào còn phải. N ngược lại N là xung cả xuống em. Đó, được 9 được chưa? Cái nữa. Đây 9 này. Khoa nhìn vào đây, nhìn vào đâu em? Thấy chưa? 10 cái. Đang 10 đúng không? Mới xong reset ta. Ở chết cha M2.0. Thêm lần nữa coi. Thêm lần nữa reset không chừng. Chắc thế. Không, đó, reset nè. Chưa. Không reset. Thử các bạn. M2.0 hả? Bị gì đó. Khoan này kể nó từ cái này từ giả sử nha, thằng counter là một cái rất là hay. Giả sử là mình cho thằng này 10 đúng không, giả tỷ mình 10 nhá, nhưng mà mình mà cứ đếm thì nó vẫn đếm, nó đếm tới lúc tràn cái bộ nhớ của cái con BC đúng không, có bộ nhớ con BC cái counter là hình như là 32.768 gì đó. Nhớ BC thầy cô chạy không, thì nó sẽ đếm mãi đến cái số đó thì thôi, được chưa? Còn tại sao nó reset hả? Có tập những cái điều kiện gì không? Tại sao nó không reset ta? Đẹp biết rồi, đẹp. Thằng này nói chung là cái phần mềm này nó hơi bị kỳ á. Thằng này lên mức 1 đúng không? Đây 1 thì đều phải 1 đúng không? Mà tại sao nó không reset ta? Nhiều lúc nó giờ hơi và thấy á, nên là khi này vì bảo là đi ra bên ngoài người ta không dùng counter và không dùng timer, dạng này giống như timer đếm á. Dạng này mình đếm từng xung á, giống như timer đó. Nên là vì bảo là ra bên ngoài người ta không dùng timer. Người ta không chưa nguyên. Hả? Người ta không chưa? Chưa, ít hôm nữa. Mấy bữa nữa? Mấy tuần nữa? Vài hôm. Rồi tiếp này. Tập dễ không? Làm gì đâu mà không dễ. Không làm gì hả? Còn kia đang cho mình kia, tự hành những môn làm sao để qua môn á. Ai biết đâu. Chưa thi. Chứ mà mình thực tập người ta không có đụng, không có giáo như mình đụng máy nhiều đúng không? Giáo không Nguyên? Thôi cái này để nó bị cái gì á. Này, nhìn này. Thằng này mức 1 đúng không? Thằng này 1 thì thằng này phải 1 đi đúng không? Kỳ. Đó. Kỳ thôi kể. Thằng này do bị lỗi, đáng này đến đây nó reset này, được chưa? Nhờ cái hiểu thằng này bị tham mơ chưa? Reset cái này là đúng đúng này. Chỉ đây nha, nhìn nha. Chỉ cần thằng có một cái tín hiệu reset lên mức 1 được chưa? Thì bổ nhớ ở đây này ví dụ đang là 100 thì nó sẽ quay về 0. Nhớ nhá. Nếu mà thằng này dẫn tiếp lên, thằng này thì có giải không đúng không? Em khùng á, ta quay về 0 thì toàn bộ đều phải quay về 0 nhỉ. À, cứ tưởng là này tiếp lên luôn hoài chứ. Ngây hả? Nhưng mà cái này khác nha mà. Bây giờ em nhập vô đây 100 được chưa? Rồi. Mà vì em đếm đến 50 rồi. Em thằng này được 50 rồi đúng không? Đúng rồi. Em cần một cái tín hiệu reset đây này. Thì thằng 50 này, thằng này đã 50 nó trở về 0 này. Được chưa? Rồi thì hết đúng không? Ừ. Mấy cái này đang hỏi học BC sao thế? Lâu quá. Được chưa? Bạn hiểu không? Được này không? Hiểu. Mới hiểu sao qua. Được chưa? Khoa hiểu có tơ chưa? Khoa hiểu có tơ chưa? Hiểu. Chắc không? Hiểu chưa? Nhớ cái này á, tí nữa về làm nhá, đèn giao thông nhá, cao tơ là đèn giao thông phải đếm từ 0 đến 30 gì giây đó. Tí nữa về làm đèn giao thông này cho anh xong đến bảo. Mình muốn đếm bao nhiêu giây em được không? Ừ. Nói chung tổng cộng là 65 giây. 70 giây á. Tí nữa về làm bài tập này rồi gửi qua cho Nguyên này.
xanh là 30 giây. Được chưa? Vàng là 5 giây, đỏ là 30 giây, là 65 giây. À, tất nhiên bây giờ em chỉ học có tham mơ, em phải dùng tham mơ, dùng cái gì nữa? Trình đâu. Và đâu cơ, tham mơ này đâu. Cái nói là cao tơ. Nhưng mà tao rồi em dùng tham mơ. Nãy giờ bài dùng em thấy em đây đây là cái cao tơ này dùng để giống như kiểu đếm sản phẩm thôi, một sản phẩm, hai sản phẩm, ba sản phẩm thôi. Em không dùng tham mơ sao nó chạy, để nó chạy để nó biết. Nói cao tơ mà. Từ đầu em cao tơ đấy, chắc chắn phải dùng cao tơ và tham mơ. Sợ dùng tham mơ không ạ? Hả? Dùng tham mơ không là. Dùng tham mơ được nhưng mà tí nữa phải làm lên HMI cho anh xem nha, Scala cho anh xem nha. Và bật Scala em xem này, chưa biết luôn. Thôi bây giờ vậy nè, giờ chỉ có đi chứ giờ mày chưa cài chứ gì hết. À mày chưa cài mềm hả? Tôi mày tính tay lên. Viết tay hả? Tôi mày tính lên không? Đó. Vinh là làm cái gì? Vậy cài bao lâu? Chắc là mày cài Vinh bao nhiêu vậy? Cài mày gì vậy? Tao xài V4 đi. V4. Tao xài V4 đi. V4. Tao Vinh mồi nè. V4 cài được nè. Mày thấy máy chạy không? Tới giờ cài. Bữa cài V3 mất 60 tiếng luôn. Thức sáng gì luôn anh? Ai thông còn hơn gì đó. Mấy đứa mà sao không bị lỗi nè. Cỡ chứ. Bỏ tay luôn. Nhìn không đọc của máy mình win mấy trước khi cài hả? Ủa không đi coi máy cài được. Bỏ tay. Thấy cài thì ngon quá. Cài không chạy vào nó không cho. Ủa sao tự nhiên nó bị lùi đó. Ủa gì? Nên làm gì đâu tự nhiên nó bị lùi đó. Có bài nữa hay? Ủa tự nhiên hả? Chạy lâu quá mấy chạy không nổi restart. Chết ba rồi chưa phải gửi đồng lại đó. Xe đi. Cái sao? Tôi bị chạy phải chạy lại đó. Mấy nào rung. À. Alo. Dạ chú về đây hả? Dạ vâng ạ. À tí nữa chỉ cho một cái này. Thôi cho cancel, mày tắt thì tắt. Mày tắt thì tắt. Mẹ cha nó tắt thật. Hiểu hết chưa? Dạ. Biết lệnh các bạn chưa? Nó nói là đi chúng ta là em xong. Sao em? Đúng rồi đúng không? Counter up thì điểm lên, counter down thì điểm xuống. Giả sử em là vô 30 đúng không? Thì bây giờ nó sẽ điểm xuống 29, 27, 26 gì đó. Up là điểm lên hả? Up lên. À, down là xuống. Bây giờ không biết up down nữa hả? Up thì điểm lên, xuống. Chơi là N rồi. Rồi up down thì cũng thế, về từ xem ấy. Chơi là N luôn á. Hả? Chơi luôn là N đi. Cái gì? N. L, N với B giống gì nhau đâu, khác gì nhau đâu. Vậy cho nó có phải để chung B với lại N như set thì set không? Không, N xuống cảnh xuống. Nhớ là mình đi sản phẩm mà. Hả? Đi sản phẩm. Sao? Đi sản phẩm mà dùng cái cao tơ. Nhờ Nói chung là sau này chỉ ý tưởng thế thôi, từng lệnh cơ bản về thôi. Còn sau này viết code thì nó có biến thể nhiều cái. Nhớ không? Từ viết từ lập trình. Lại gọi lúc nãy là sao để set trước thì set. Không phải để ngược lại. Văn chỉ cho khoa đi bác. Reset trước mà nó có cái reset chứ, mà reset để mày để chương trình chạy từ trên xuống dưới. Mà để reset đúng không? Mày để reset thì nó lúc đầu nó tắt, lúc sau nó lại chạy nữa. Vậy thì mày xài reset để làm cái gì? Hiểu không? Thằng Khoa nó biết rồi mà nó giả hỏi thôi. Thằng này nó muốn đánh trò Trần rồi. Kiếm chuyện á, hỏi kiếm chuyện á. Khoa thì nó biết rồi. Phải biết cái đâu mà. Bữa tiên anh dạy về đấu nối phần cứng cho con PC thì ông đi. Đó, nằm qua đây rồi mà đi rồi. Bữa bỏ sách đi PC lên thằng này hoài. Không, anh có tài liệu đâu. Nguyên có tài liệu gì đọc là dễ hiểu hay anh Nguyên? Có tài liệu đâu. Thế trên mạng nó có xe cái rồi tài liệu tiếng Anh gì vậy của đám này quá. À, tiếp tục này, xe thì xe biết hết rồi đúng không? Rồi counter, bà nổi ở đâu rồi? Đây này, thấy trường hợp như thế này, là biết thằng này ngoài này nó chưa on được này. Đó, thấy chưa? Biết trường hợp nó chảy như thế này màu vàng như thế này, biết là thằng này bên ngoài này chưa on,
nhưng mà mình phải nhấn răng này và biết là lập trình, nhưng mà hôm sau cứ lập trình mỏi mắt thời nóng chảy ra hỏi thấy chưa họ phải cứ bóp liền rồi cá tơ gì mọi thứ được chưa rồi. Rồi đến lượt này, đến lượt này lại cho cái liền. Đến lượt này tham mơ, đến lượt mình nhấn vào đây là hết tuần. BC có mấy lệnh nó vậy thôi à? Đến lượt là cáo tơ xong rồi đúng không? Đến lượt là tham mơ này, nhìn thấy tham mơ chưa? Tham mơ thì nó sẽ có 3 loại, mình học 3 loại này thôi. Teon, Teop và Teon. Teonr không phải chỉ hết luôn thằng này. Teon, Teop chưa Teonr chứ không phải Teonr. Đúng rồi, Teonr rất là tê. Đây này, muốn biết biết TONR có nghĩa gì nó biết này. Nó nhấn vô đây này. Nó biết này. Chờ chứ này. Nhấn vô re chuột vô. Nó biết này. TONR min nghĩa là timer on which reset. Tôi văn để văn timer on which reset được chưa? TONR nghĩa là thế. Rồi là on với lại reset. Rồi ví dụ như xả chuột là TOP đúng không? Nghĩa là min là timer OP được chưa? Còn tay on này min này on timer on nghĩa là min timer on này. Hôm qua muốn biết tên được chưa, nhân nó được chưa? Còn cái thứ ba là tên nào, tên đó, tên nào nè, tên on nào. Tên on là cái gì? On kia nhỉ, on village, on với reset. Reset là mức không à? On kia không thằng từ từ thì nói một thằng nên nói on với reset nè. Đầu tiên là học tay on trước này được chưa? Nhìn Teon lấy thằng Teon ra này. Teon giả sử lấy ra thế này. Nó kéo dày dàng các bạn. Nó kéo như kiểu là kéo chứ luôn. Thấy chưa? Thằng Teon chưa? À. Nó khung nó như thế này. Được chưa? Thì cái này sẵn tạo sẵn rồi. Nó như thế này. Mình phải có một cái nút gì đứng trước này này. Chứ mình không có nút gì đứng trước là nó báo đổi sai á. Không, không. Đấy, không cái gì cũng được nhưng phải có nút đứng trước này. Chứ nếu không có là nó luôn mức 1 á. Thì thằng này tự nhiên 30 nó vọt, nó đếm liên tục không ý là nó đếm liên tục á, sẽ không thấy được chưa? Này nhìn này. Teon ra như thế này. BT. BT là giá trị mình muốn nhập vào bao nhiêu giây. Cái này nó luôn là nút nhấn hả? Không phải cái gì cũng được, nhưng mà phải có một cái đứng trước. Rồi. Như bỏ cái này đi. À, nó báo rồi. Hiểu không? Bỏ cái có gì cũng được nhưng mà phải có một cái đứng trước, hiểu không? Yêu cầu nó là thế. Chưa? Thằng này á, BT thì là trả tiền mình muốn nhập vào. Nó là đơn chỉ là gì? Này, ví dụ như trả sử mình nhập vô 30 giây thì mình ghi 30 giây thì nó thành 30 giây. Giá trị đếm hay là đấy, đó là chu kỳ. Thời gian á, thời gian. Rồi 30 mili giây gõ mili giây vô. Ok. Rồi, 30 đó gõ mili giây và giây là hình như vậy. Được chưa? Chu kỳ, ok. Rồi 30 giây đi, được chưa? Chu kỳ á, nó là chu kỳ. Không phải chu kỳ đâu, thời gian đếm của mình muốn đếm bao nhiêu á. Ví dụ như đèn giao thông bây giờ mình muốn đếm 60 giây đúng không? Mình làm... hiểu. Được chưa? Không phải chu kỳ đâu. Rồi. ET. Hả? ET giá trị nó hiện tại đang có. Đang đếm ví dụ như vì giờ hiện tại 30 giây mà nó vừa đếm 15 giây thì nó lưu trừ vô đây 15 giây. Được chưa? Thằng Y này chỉ cần thằng Y lên mức 1, nhìn thằng Timer On này để ý nhá. Lên mức 1 cái. Là bắt đầu nó đếm. Bằng thì thằng này lên mức 1 cái này. Bắt đầu đều đếm, nhưng mà giả sử thằng in bằng 0, nhớ nhá, thằng này lên mức 1 cái này, nó bắt đầu nó đếm này, nhưng mà thằng này bằng 0 cái này thì thằng này về 0 này, giả sử này đang đếm đến 30 đúng không, đếm từ 30 trở lên 0 đến 30 đúng không, thì hiện tại thằng này lên mức 1 thì đang đếm bậc 19, 20, 21 gì đó rồi, nhưng mà thằng này đột ngột nó về 0 cái này thì ở đây nó quay lại về 0, hiểu không? Hiểu không? Rồi tao lại nhìn là biết liền rồi. Tối về có gì xem video qua bốt video lên YouTube này, lên YouTube mà xem này. Mấy video rồi tiếp rồi hả? Này được chưa này, nhìn này đang không đúng không? Là thằng này em nhìn thấy này, không này rồi, không này, được chưa? Thằng này đang 30 này, giá trị nhập vào mình này, được chưa? Nhìn này, một nó bắt đầu nó đếm lên này đó, một giây này, hai giây này, ba giây này, liệu đây về đây giống nhau này, được chưa? Hiểu chưa? 8 giây này, 10 giây đó được chưa? Nó đếm lên được chưa? Cho nó đếm. Còn giây lâu quá. Nhanh mà, đợi tí thì tới gì? Để coi tới thế có gì.
may là tức một hay gì đúng không? Nó chuyển qua đèn. Coi như bây giờ mình cả tiếng luôn hả? Ở cho 30 cái thằng này. Coi như mình về mình xã này đúng không? 30 nên một giờ. Bây giờ anh chỉ cho một cách nào này khoan. Khi mà đúng để làm đèn giao thông đúng không? Nó đếm xong cái phải record, phải có reset đúng không? Để cho nó đã khi này đảm bảo này. Thằng này á khoan. Nó tự nhiên nó không đếm đâu. Nhưng mà nhớ này, giả sử nó đang đếm này, thấy chưa? Nó đang đếm nha. Nhìn này. 1 đúng không? Nó đang đếm đến 9 1 giây đúng không? 2 giây nhưng mà thằng này về 0 cái này thì cái số này tự nhiên nó lập tức về 0 liền. Nhìn này, đang 7 giây đúng không? Đúng không? Rồi. Nó thông chưa? Thấy chưa? Về 0 chưa? Hiểu chưa? Thì cái này kiểu mấy thằng công an á, những cái đèn đếm rõ ràng nó mình thấy rõ ràng thì nó bóng kịch cái tự nhiên cái đèn chuyển liền. Kiểu gì đúng không? Công an hả? Nhớ đứng mấy ngay trụ giao thông không? Tự nhiên đèn nó tắt mấy số cho mình thấy tự nhiên cái khi nào nó muốn chuyển là chuyển. Mấy đâu, cái đó. Có mấy tại mấy cái trụ nó có mấy công tắc á. À đúng rồi, tất nhiên phải có công tắc nữa. Đó. Và phải có đưa bằng tay và menu out. Thì cái này giống cái công tắc này đúng không? Cái này là nó đếm nhiêu cái tay là nó on. Hoài đúng không? Hoàn hoài đúng không? Rồi bây giờ không, bây giờ em thấy là khi mà thằng này on lên cái đúng không? Khi là thằng này đến 30 cái đúng không? Rồi. Thì thằng này đến 1 đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình phải làm sao một cái giá trị, ví dụ anh phải cho là M100.5. Chưa? Nghĩa là thằng này 30 giây cái thì thằng này lên 1 đúng không? Đúng rồi. Mà bây giờ mình làm đèn giao thông phải cho nó chạy thường xuyên chứ đúng không? Chạy cả ngày luôn đúng không? Ừ. Thì mình phải vô đây một cái đây. Đây, bây giờ anh cho cái này này. À, muốn như một việc như kiểu là M100.5 được chưa? Như thế này mạch, như thế này không bao giờ nó chảy đúng không? Tại hôm nay hở mạch này. Đúng rồi, hở hai cái rồi. Nhưng mà thằng BC nó còn có cái thay nhấn nút vào đây. Mình chỉnh lại. Đó. Chỉnh lại đó. Rồi. Thằng BC vì bảo là nó là ngôn ngữ viết gì. Rồi nói công dụng của hai cái nút đó đây. Công dụng nào? Hai cái đó, mới gắn hai cái vô á. Thì công dụng của nó là thằng này đến 30 đúng không? Thằng này đến 30 giây, thằng này mình lấy mức 1. Rồi. Mức 1 cái, thằng này lên mức 1 thì nút thường đóng của thằng này gì? Thằng không. Này nhìn nhớ này, trả thử này. Không biết cái này hả? Ở đây Q0.0 đúng không? Rồi. Khi mà thằng này lên mức 1 này, giả sử mình lấy thằng Q0.0 vô này đúng không? Ừ. Vào cho một thằng Q0.1 đúng không? Nghĩa là như mấy bữa đi thi BUC nghĩa là thằng này on này tới lượt thằng này on á. Thì mình phải làm thế này đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là thằng này on cái đúng không? Thì thằng này on cái đúng không? Cất vô đây. Ừ, thằng này cất đây thì thằng lên mức 1. À vậy là cái thằng này bật, thằng này tắt đúng không? Ừ, nhưng mà nút thường đóng của nó giả sử người ta kêu ở bữa nữa đi làm không? Q0.0 lên mức 1 cái thì Q0.1 giống như kiểu hôm trước đi thi đúng không? Khởi động Q0.0 lên trước. Khi nào Q0.0 on thì Q0.1 on đúng không? Ừ. Rồi Q0.0 khi mà Q0.1 on thì Q0.2 tắt. Thì giả sử vậy đi thì khi mà Q0.1 on này không thì mình Q0.2 tắt thì mình phải lên nút thường này đấy. Q0.2. Nghĩa là thằng này on cái đúng không? Ừ. Thì nút thường đóng của nó phải hở đã. Hiểu không? Ok. Hiểu không? Hiểu. Thì mình phải đây nhìn lên lập trình này. Đúng rồi, mấy ông này lập trình BUC yếu thiệt. Đó, được chưa? Nhìn này. Nó sẽ đếm đó. Khi thằng này lấy on cái lên mức 1 đúng không? Mức 1 đồng nghĩa nó reset cái, nó đếm liên tục. Được chưa? BUC quan trọng lắm. BUC đi thực tập ra nhà máy, một dạng BUC không có một con vi điều khiển nào hết. Nhà máy công nghiệp á. Tại vi điều khiển nó bị nhiều đi điều khiển nhưng bây giờ thấy ít là xài cho thành chữ BUC không đúng không? Nó có nghĩa là xài. Thấy chưa? Khoa để ý đây này. Chắc mấy chữ mấy đó, cái. Thấy chưa? Nó sẽ đếm liên tục lên này, thấy chưa? Khi này vừa 30 đó. Đếm liên tục lên, tại vì nó reset nhanh mình cũng nhìn thấy. Thấy chưa? Tăng được 10. Đến đây nhìn đây tí nữa mà kiểm tra khoa học không chịu để ý khi nào chê thầy không à. Mấy khi nào kêu thầy Tuấn Anh chạy không tốt mà em học em mới để ý gì đâu. Hử? Đi học với anh chỉ như thế không để ý luôn. Bữa hôm bữa nào hỏi bữa nay anh chỉ hết lệnh á, bữa nay mô đừng hỏi lệnh nữa. Hỏi bị chửi á. Này 29 này, 30 thấy chưa, reset lại thấy chưa. Nên nhớ thêm con này nhá. Được chưa, hiểu timer on chưa? Rồi. Hiểu chưa, rồi timer up này. Timer up này, nó chưa có gì, timer up thì nó ngược lại xíu. Giả sử này. Con này lên 1, rồi từ từ. Timer up là nó đếm ngược đúng không? Giả sử là thằng này đang là chưa có gì đúng không?
mình cho 30 giây đúng không? Thì timer ột nó có một cái này. Timer ột thì trong thực tế ít xài lắm, nhưng mà giả thử nha, thằng này đang on thì thằng này đang on này nó đen, mình nạp vào vẫn 30 giây được chưa? Cái thời gian này thời gian đếm được chưa? Đây là thời gian đếm được chưa? Thì timer ột khi mà thằng in bằng 0 nó bắt đầu nó đếm. Này, in bằng 0 này. Đánh xuống. Ừ, đánh xuống á. Đó thấy chưa? Nó đếm này. Đó, 1 giây, được chưa? Được chưa? Đó. Âm ợp đó. Được chưa? Em điên tới bà hồi nó cái làm điện đi qua đúng không? Ừ. Không, không. Thằng ta mà ợp nó khác, em thấy xanh này đã có trong điện nhảy qua rồi. Âm ợp nó khác xíu. Là mình chưa gắn kia vô thôi. Nên nên nó có trong điện nhảy qua đây rồi này. Còn khi nào thằng này lên đến 30 thì thằng này bằng 0. Em hiểu không? Lên đến 30 thằng này bằng 0. Đó thấy chưa? Nó ngược bên kia thấy chưa? Đó, nên là tùy cơ mà ứng biết. Tại sao cái này là nghĩa là tín hiệu ra đây bằng không đúng không? Hiện ra này đúng rồi, bằng không. Thế này. Vừa vào. Là hả? Không có gì. Ví dụ bây giờ nó bổ nhớ của nó đang 30 đúng không? Ừ. Thằng này khi này thằng này này. Khi này thằng này là ví dụ như kiểu là đang là 29 mà để đây nó lên mức 1 và để đây nó xuống 0 thì từ 29 nó chạy về 0 được chưa? Rồi, nhưng mà thằng này này ví dụ đang là 30 được chưa? Đang là 28 ấy, nhưng mà thằng này lên mức 1 này thì lập tức nó về 0, nó ngược lại được chưa? Cái này thì học cây timer thì được rồi, từ suy luận ngược lại đi. Được chưa? Cái timer on được chưa? Timer off được chưa? Đến timer on này, timer TOR này. Nhìn nhá, bây giờ nhìn hai thằng này tự suy ra nha. Đây ở trên này là timer on được chưa? T ở đây. TON này là timer on. TON timer on được chưa? Rồi. Bỏ thằng này đi nhá. Cái này nó giữ đúng không anh? Ừ, đây. Đây, TON là timer on được chưa? Còn bên này TON thêm chữ R nữa nhá. Nhìn xem hai cái này nó khác nhau thế nào nhá. Nhá. Rồi, đây. Đây này, TO đây này. Đâu rồi? Đây này. Thằng này vẫn là M100.0 này được chưa? Thằng trên này vẫn là M100.0 này, nó giống nhau nhá. Vẫn là vô 30 giây á. Này. Nhấn nút. 1, được chưa? Thằng này vẫn đếm lên 2 giây này. Con đâu chan này. Từ từ thằng này chưa reset, để reset đi. Tắt đi nhá. Này, bây giờ này, thằng này đang không này. Thấy bổ nhớ thằng này đang không này, hiểu chưa? Không mini-DJ này, không mini-DJ này. TONR nhá. Nhìn nhá. Rồi. Thằng tên này cùng không mini DJ này, không mini DJ này, TON nhá. Rồi bắt đầu đếm này, bắt đầu làm này. Thằng này mới 1 đúng không? Thằng này đếm được 1 giây này. Thằng này ủa. Ở chết bản này chưa reset. Mà nổi nó. Từ từ. Lại đi. Đây, lại đi. 0 giây này, TONR 0 giây này. Còn TON 0 giây này bắt đầu đếm này. 1 này, thấy chưa? Thằng này chạy bao nhiêu giây? 2 giây này được chưa? Đó, thằng này như thế này. Giống nhau nhá. Thằng này đếm lên thấy chưa? Okay. TON với TON nó giống nhau, nhưng mà đến đoạn này này. Bây giờ nha, thằng này đang 14 giây đúng không? Thì thằng trên chắc chắn 14 giây này. Đó. Thấy chưa? 18 giây đó, được chưa? 19 này được chưa? Nó giống nhau được chưa? Nhưng bây giờ tắt điện này. Thằng này vẫn 24 giây. Tắt điện nhá. Thằng này 24 giây. Thằng này bao nhiêu? Thằng này về 0. Hiểu là khác nhau, biết khác nhau gì không Khoa? Hay nói khác nhau gì không? Không biết. Nói. Cái gì? Không biết. Nó vẫn giữ giá trị điện nãy đó. Nói khác nhau Khoa. Nó giữ lại giá trị ta. Thằng nào? Ether. Cái gì? Giữ lại giá trị đây. Thằng nào? TONR. Ừ, thằng ở trên á. Nghĩa là thằng TONR khi mất điện thì nó khi mất điện đúng không? Đây nghĩa vô đây là mất điện đúng không? Vô điện là mất điện đúng không? Đúng rồi. Thì thằng TONR vẫn giữ giá trị. Thấy chưa? Để đếm được.
Còn thằng TON thì nó sẽ reset về không. Rồi, TON thì TON reset về không, còn TON mình giữ giá trị được chưa? Đâu có trị lại. Ok. Đã hiểu được thằng nữa chưa? Nhưng mà cái đó, cái TON vậy đó nó áp dụng cho trường hợp nào? Trong trường hợp nhiều trường hợp lắm, TON nhiều áp dụng trong nhiều trường hợp, nhưng mà giả sử như kiểu là nó xài nhiều nhất không? Nó xài ngang với TON. Khi nào dùng nó, khi nào dùng kia. Đó. Giống như kiểu như ít nó xài trong hợp này là bài giữ xe. Bài giữ xe bây giờ nhá, gặp một cảm biến đúng không? Bây giờ có hai cái bài giữ xe, là đầu tiên gặp một cảm biến. Một cảm biến vì bắt đầu xe vào đúng không? Thì gặp một cảm biến đúng không? Nhưng mà vào cảm biến là giống như để mở cửa. Thấy chưa? Khi mà gặp cảm biến thứ hai này để đóng cửa này, thấy chưa? Đúng không? Thì á người ta thường quy định nhá. Giống như người ta quy định là bắt đầu gặp cảm biến này đi. Đúng không? Vì bắt đầu đi đến đoạn này này. Thì giả sử bắt đầu đi đến đoạn này này thì timer bắt đầu đếm này. Đúng không? Ví dụ giống như kiểu là bắt đầu đi tới đây này, được chưa? Timer đang đếm, nhưng mà may có sự cố gì trục trặc thì xe lui ra đây. Đấy, xe lui qua đây. Thì xe lui qua đây, đúng không? Xe lui ra đây. Xe lui ra đây thì cái thằng TON nó vẫn giữ giá trị, à thằng này khi này vào mấy giây đó. Đó, xong là khi nào thằng này vào, nó đếm tiếp. Nghĩa là giống như kiểu là người ta cho là lúc xe ra xe vào đóng cửa trong vòng 10 giây. Đúng không? Đóng cửa trong vòng 10 giây. Nửa may là xe tự nhiên nó có vấn đề, nó lui thì nghĩa là nếu mà mình dùng TON thì nó reset tran này. Là tự nhiên là xe vào tận khi bắt đầu vì dùng TON đúng không? Thì xe lui gãy đúng không? Chưa ra cảm biến này này, xe lui gãy đúng không? Thì thằng TON bắt đầu về không. Đúng không? Rồi xong là đi nữa nó quay ngược lại nó vào thì mãi chờ thật lâu cửa mới đóng. Nhưng mà thằng TONR lui cái thì thằng mất điện đúng không? Nhưng mà khi này nó vào 4 giây thì nó vẫn giữ 4 giây. Xong đi vào đây cái có điện tiếp. Đúng không? Xong nó đếm lên 5 6 7 8 9 10 à tới đến là thằng ông này tới 10 giây đóng cửa lại đi, đóng cửa lại. Hiểu TONR chưa? Xong cho dùng bài giữ xe nhá. Được chưa? Okay. Là hết lệnh rồi đó. Còn hết à? BLC chỉ có từ đó lệnh thôi. Còn sau này muốn học mấy cái lệnh nâng cao này, à đúng là đến lệnh so sánh này. Đây anh chị lệnh so sánh này, hết lệnh này, hết lệnh căn bản. Chỉ còn cái lệnh này thôi. So sánh và lệnh toán. Toán thì có cổng et là gồng này, sup là trừ này, được chưa? Mút là nhân này. Dip là chia này. Còn mốt là mấy cái lệnh này ít sai nên mình chả để ý, còn cái mốt là giống như kiểu là chia lấy phần nguyên cái gì đó. Rồi DES thì ABS thì như tuyệt đối hay sao, min max này. ABS, nhưng mà chỉ cần để ý ẹt và sup, deep và này thôi, bốn lệnh này thôi. Được chưa? Rồi, cái này thì từ tìm hiểu được, cái này để nói từ mét này được chưa? Còn bây giờ này, có một cái so sánh này, so sánh quan trọng lắm nhỉ. Bây giờ nhá, người ta yêu cầu, giả sử đi. đây đúng rồi, giống như bài này nhá, bài đầu tiên của mình nhá. Văn vừa về hả? Không quá, vậy đi. Người ta yêu cầu này lớn hơn 10 giây mới cho, giống như kiểu là xe bắt đầu vào đúng không? Xe vào rồi đúng không? Người ta bảo sau 10 giây mới được đóng cửa đúng không? Lúc đóng cửa thằng quy không này lên 1 đúng không? Giống mấy cửa tự động. Đúng rồi. Đó này, bây giờ vì bật lên này, bật reset đây. Vào quy 0.0 này đúng không? Bật lên đây luôn này. Khoan để ý đoạn này nhá. Đó, thằng này lên 1 rồi đúng không? Lên 1 thấy chưa? Ông này lên 1 rồi đúng không? Nhưng mà người ta yêu cầu là sau 10 giây mới cửa mới chạy đúng không? Đó thì bây giờ mình xuống mình bật thằng counter lên. Xuống bật thằng timer chứ. Đó, timer đây đúng không? TON đúng không? Này TON lên mức 1 này chưa? Rồi nhìn này. Đó, vẫn chưa chạy nè, 3 giây vẫn chưa chạy này, 4 giây chưa chạy này, 5 giây chưa chạy này, 6 giây chưa chạy này, 7 giây chưa chạy này, 8 giây chưa chạy này, 9 giây. 9 giây thằng này mới chạy. Nên là so sánh để làm như vậy. So sánh mục đích là cho lại hàng giờ làm việc. Giống như kiểu so sánh nhau. Có thể nhiều cái giống như thằng này này. Tôi so sánh là giống như kiểu là sản phẩm đếm được 5 cái. Giống như cái thùng của chỉ có 5 cái thôi. Nếu mà 6 cái thì nó không đếm. 6 cái là cho thằng này ở phía này, này. Bé hơn 5 này thì cho nó on. Đúng không? Thì đến lúc 6 cái thằng này ở. Ủa cái này làm gì? So sánh. Này sao cái gì vậy? So sánh cao tớ. Còn anh đây anh so sánh tham mơ. Đây. Này, này là cao tơ à? Anh cho thành cao tơ đó. Tamer đây này. Cao tơ.
Thấy chưa? Đây, nhớ này, đây có so sánh bằng này, cho đánh lớn hơn bằng gì đó này, được chưa? Đây, so sánh chưa? So sánh này thì về đó lấy ra thôi, được chưa? Đây gọi so sánh gì? Hả? So sánh này gọi là so sánh gì? Cái gì? Bằng. Không, cái dưới cái bằng. Đấy, đây lớn hơn bằng. Phải cái này anh không biết nó làm cái gì đâu. À, cái này. Cái này anh chả để ý. Được chưa? Là hết là hiểu lệnh so sánh chưa? Ủa sao biết cái nào xài timer cái nào counter đấy đâu? À đúng rồi, đến đây này, đầu tiên là giả sử lấy đến đoạn này hay này. Giả sử mình muốn lấy hơn lớn hơn bằng đúng không? Rồi được chưa? Ra như thế này rồi đúng không? Bây giờ là giả sử mình muốn động cơ trong yêu cầu bài là lớn hơn 5 giây đi. Là động cơ chạy đúng không? Thì mình ghi số 5 vô đây. À, 5. Đầu tiên 5 giây chứ. 5 giây hay sao ta? À, nói chung là fan là ghi gì hết ạ. Nó chưa hiểu được chưa? Thì muốn biết thì vô đây này. Đặt nhấn đúp vào vậy được chưa? Thì bây giờ xong nhấn đúp vào vậy nhá. Xong là mình nhấn vào đây. Nó có dấu vuông tròn. Xong mình muốn khi này mình dùng counter timer đúng không? Mình bây giờ mình muốn đây mình ngó xuống. Mình khi này mình dùng ba cái timer đúng không? Timer 1 này, TONR này, timer 2 TOP này. Và timer 3 mình thấy DB2 này. Được chưa? DB3 này. Và DB4 bây giờ mình giả sử mình muốn dùng DB3 đi. Được chưa? Mình lên đây. Mình nhấn nút vô đó thì thấy cái dấu này hiện lên. Dấu này hiện lên này. Mình nhấn vô đây. À mình thấy à DB3 hả? DB3 chưa thấy, mình kéo xuống. DB3 đâu ta? À DB3 này đây, thấy chưa? Trừ DB3 này được chưa? Rồi. Xong mình nhấn vô. Đó, xong nó cho mình chọn. Cái này BT là biết gì không? BT là giá tiền mình nhập vào cái này đúng không? Mình ít dùng cái này, BT á. Cái này anh bảo BT á. BT này xuống đây này. Bọn này. Đúng này nói rồi mà. BV là gì? ET là BT gì? Này được chưa? Rồi. Là giá tiền mình nhập vào. Còn ET cái này này. E đó, EET là cái này này. Rồi. Đó. Thì mình đó e hoặc lấy cái này được, cái này đây ET cái này. Rồi. Cái này thấy cái này chưa? ST là cái gì đó? ST anh chưa xài. Cái này thấy nó hiện ra. ET cái này đúng không? Cái này anh bảo là đếm ví dụ như đến 19 giây thì nó lưu ở đây này. Rồi. Là ET là cái đó. Được chưa? Mà khi nào mà xài cái tùy bài toán của em, được chưa? BV là gì? Đó. Xong rồi nhấn vô, xóa đi. Nhấn ET, BT, ST. Đó, BT là cái giá trị mình nhập vào. ET. Biết hoa không ta? Đó được chưa? Mình xài ET. Là vì mình nhập vào là 30 nhưng mà nó chỉ cần lớn hơn bao nhiêu, lớn hơn 5 giây cho thằng này chạy thôi. 5 thôi. Đó bây giờ không sai. Em mở cái đó này, cái chỗ. Cái ET á. Ok mà BT. Nhưng mà khi mình chọn cái BT ngay đúng không? Nó chạy đến 30 nó chạy gì? Không hay sao? Em giờ hơi vậy em. BT bắt đầu giờ mình giả sử em đây chọn BT. À đúng rồi. BT. Cái BT bây giờ bao bằng bao nhiêu? Bài bên dưới bằng 30. 30 lớn hơn 5 không? Đó. Nó luôn xét như vậy, ừ em hiểu không? Rồi sao? Không hiểu gì. Thì BT bằng 30 lớn hơn 5 rồi sao nữa? Là nó sẽ cho này chạy hả? Ờ. À. Nên người ta ít xài BT, hiểu không? BT cái giá trị mình nhập vào nó luôn cố định thôi. Còn cái thằng ET nó mới thay đổi. ET phải 1 từ 0 đến 30 đúng không? Hiểu chưa? Ok. Em tưởng là nó điếm được 0 đến 30 cái nó quay lại 0 nữa. Cái gì? Thằng BT á, tổng dưới là 0 nó 30 cái. BT không, thật chịu thằng ET em cho em căn bản là em lệnh bên dưới này của em có reset nó không? À. Để thằng này ngồi học mình bực mình. ET này, được chưa? Ừ, thằng BT chứ. BT. BT thằng này. BT là giá trị cô, đúng không? Ờ. Rồi, okay. Còn ET ví dụ như có bao nhiêu thì nó đếm bao nhiêu, ví dụ 10 giây, 20 giây nhưng em ưng reset thì tính nữa bằng 0 thì nó bằng 0, nó luôn nói chung là thằng này được bao nhiêu thì thằng ET được bấy nhiêu. Được chưa? Ok. Okay. Là hiểu hết lệnh chưa? Ừ. Còn hàm toán giống như ẹt vô thôi. Hàm toán này. Hàm toán ví dụ như đây thì đang dùng counter đúng không? Này, lấy hàm toán ra nhá. Nha. Giả sử bây giờ đây là MD10 đúng không? Vì MD10 đúng không? Này MD10. MD10 được chưa? Hàm toán được chưa? Bây giờ mình muốn cộng thêm 2 đúng không? Bây giờ cộng thêm 10 đi. Đây, mình ra MD12. Đây, biết liền đấy, được chưa? Nhìn này. Hàm toán á, rồi xúc như vậy, xúc nhân chia như vậy hết. Đó. Mà nhưng mà thằng này phải chạy điện mới được.
Ở đây copy, cắt đi. Đây delete cái này đi, phần trong video đây. À, đây được chưa? Nhìn này, thấy lệnh các bạn BC đó, BC có thế từ đó lệnh. Này, bây giờ nhá. À đúng rồi, phải thằng này phải luôn non mới được. Đây này, đây được chưa? Này, nhìn này. À, của anh bây giờ là thằng MD10 đúng không? Thăm cao tờ mình đúng không? Còn không đúng không? Không. Không của mình cộng với 10 đúng không? Thì thành 10 đúng không? Đấy. Đúng rồi. Đấy. Sao tự nhiên đây ra dây ta? Ai cần dây đâu? Giả sử đi. Đó, lệnh ẻ từ thế đúng không? Bây giờ nha. 1. Đó, thằng này 1 được chưa? 1 cộng thêm 10 ra là 11 được chưa? Lệnh toán là thế, được chưa? Đó, 11 đó. 1 cộng thêm 10 là 1, 11 được chưa? Ok. À, hiểu hết lệnh toán này thì xúc như vậy. Xúc tương tự nhá. Xúc này mun nhân thì chia như vậy hết á, được chưa? Thì thử biết gì. Ờ, là xong hết lệnh cơ bản đấy đó. BC chỉ có thế thôi. Bây giờ còn lập trình sao từ dựa vào lập trình nhá. Rồi bây giờ chỉ văn về chỉ cho cái này về này. Screen nha. Chỉ cho cái này nữa xong rồi về này. Má để em thấy nha. Nhìn này, văn để cái này là sao? Thằng cái phần lập trình này chỉ có đây là hơi nâng cao một xíu đó. Chỉ có một cái phần chỉ có thằng BC mới, thằng Siemens mới có. BC mình học là Siemens, được chưa? Còn Siemens mới có là Rob, Rap và Rob ạ. Thằng Siemens mới có, còn tất cả thằng khác thì không có. Thằng lập trình của thằng khác thì không có. Bây giờ mình nhìn thấy này, MD10, MD12 chưa? MD10 đi, được chưa? Của mình á, MD10 nhá, là tag 13, được chưa? Rồi. Có cái tag 13 là gì ạ? Rồi, thằng Q này này, là tag 3, được chưa? Giả sử vậy đấy. Tôi lấy hai cái đây. Tag 13 và tag 3 được chưa? Thì mình nhìn vô đây này, mình nhấn vô đây. Mình có là mình mở đi. Mình tắt cái này đi. Đây là Scala nhá. Học đến đây là Scala ở đó. Được chưa? Đến mình phải nhấn đầu tiên mình nhấn vô đây này. Thì nó sẽ hiển thị ở đây. HMI á, runtime thì mình có screen là màn hình á, add new screen vô. Thì nó hiển thị cái màn hình này, được chưa? Được chưa? Thì bây giờ á, mình chỉ có thằng sau này thử test hoặc gì, chỉ có thằng Siemens nó mới dạy cho mình. Mà nó một cái lệnh rất hay đây. Mình nhấn vào đây. Xong là mình vào BC tag để cái đàn màn này này, BC tag. Đó, BC tag, bà nổi nó. Gì đó. Chỉ cái lệnh wrap và drop này chỉ có BC mới, thằng Siemens mới có được chưa? Còn BC tag nó qua cửa sau đừng có hỏi này, đến đoạn này mình chưa nhấn vào đây nhá. Xong rồi mình kéo xuống đây này. Mình kéo xuống. Cái này mình nói là tắt 3 và tắt 13 đúng không? Đúng không? Mình lôi nó qua. Chỉ có thằng Siemens mới có thôi. Tắt 13. Đó, được chưa? Thì thằng Siemens mới có thôi. Bắt đầu mình chạy màn hình Scala thì mình nhấn nút này. Màn hình Scala mình nhấn nút này. Hoặc nút này. Nhấn nút này đi. Run time á. Thì thằng Scala, thằng Siemens mới có cái đoạn này nhá. Còn không có, bị lỗi gì ta. Nó bị lỗi gì á. Phần mềm tương thích sao ta. Ấn nút kia coi. Một lỗi run time. Tắt cái này vào. Dễ này nổi hả? Ồ, mình lỗi hả? Thế là không biết nó lỗi đó. Chứ không mềm á.
À, lồi bên kia. Biết rồi, lồi bên kia. Lồi bên này. Sao mình đói bụng vậy ta? Chưa ăn chưa? Đây là bên. Lồi bên này bị gì không ta? Vai đâu? Có đâu, cái này đâu bị lồi đâu. Ở sau bên kia nó kỳ vậy ta? Kiểu hết lệnh cơ bản này đúng không? Đây là lập trình đến đây này, là lập trình đến Scala rồi đó. Còn bị lỗi gì không ạ? Một lỗi đó ta, lỗi gì ta? Một cười nó hiểu rồi. Nguyên hệ không gì luôn Nguyên. Hay là đi học tập thôi. Thôi, nơi cái này bỏ qua đi, hôm sau chỉ lại cho.